chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn. Và bây giờ, chủ đề của ngày hôm nay, bữa nay thì nó hơi khá đặc biệt, thấy hai bản tin khá là lý thú. Bản tin đầu tiên là bản tin của Trung Quốc, bản tin thứ hai là bản tin của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Và làm cho Nguyên lại có một cái ý tưởng, chúng ta thường nghe thường xuyên, đặc biệt là mấy bác Cộng Hòa đó, kêu là đừng nghe những gì Cộng sản nói. Cái câu này Nguyên nghĩ là cái câu sẽ để đời. Cái câu đó là tới bây giờ có rất là nhiều người vẫn nói. Nguyên đặt câu hỏi là cái câu này nó có đúng hay là sai. Cái câu mà Nguyên đặt là đừng nghe những gì Cộng sản nói, Nguyên đặt câu hỏi. Và Nguyên muốn biết nó chứng thực, nó đúng hay là sai. Nguyên muốn nói là cái câu này đã nói rất là lâu. Và tới ngày hôm nay nó đúng hay là nó sai. Để chúng ta nhìn lại cái những người đã từng đi trước. Họ đã có những cái quan điểm và sự suy nghĩ của họ đến ngay phút này. Năm 2023 nó đúng hay sai. Và muốn kèm ra cái sự xác thực thì chúng ta phải bước qua những cái bản tin để chúng ta chứng thực cái điều này. Đầu tiên nhất thì cho Nguyên cập nhật cái bản tin những gì mà Cộng sản Trung Quốc nói. Các người biết gần đây nhất thì tại Nhật Bản, cái vấn đề mà người ta xả ra cái nước phóng xạ hạt nhân ra bờ biển. Thì các người biết là người Nhật Bản họ không phải là xả, họ xả bậy đâu, họ đâu có khùng. Vì cái bờ biển của họ mà nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường. Tất nhiên họ xả thải ra ngoài bờ biển đó, họ đã đo nhiệt độ, họ đã thanh trừ, thanh lọc qua biết bao nhiêu sự nghiên cứu và mấy chục năm vừa qua. Họ đã nghiên cứu một cách tỉ mỉ và họ cho đây là cái biện pháp tốt nhất để mà xả thải ra cái chất phóng xạ hạt nhân này. Và nó không ô nhiễm môi trường và không thiệt hại đến môi trường. Tất nhiên cái niềm tin về nhân dân, người dân Nhật hay người dân Nam Hàn, người dân trên thế giới, không ai tin cái điều đó. Nhưng mà được khoa học chứng minh qua tất cả những tổ chức của Mỹ, của Anh Quốc, của Đức và nhiều quốc gia khác, họ đã cùng chuyên gia của Nhật Bản và xác thực rằng là cái nước này thả ra khỏi đất nước, ra bờ biển, nó không ảnh hưởng gì hết. Thì chính phủ người ta mới làm. Và từ lúc đó thì ông Trung Quốc, ông lấy cái cớ đó, ổng cấm hải sản của Nhật Bản. Ây, đừng ăn hải sản của Nhật Bản, tụi bay đừng ăn cá, đừng ăn mực, nó có phóng xạ hạt nhân, ăn vô là chết, là chết. Từ nay sắp tới tôm tép, đồ hải sản của Nhật Bản, rong biển, tụi bay không được ăn, ăn vô là chết, chết. Tụi Nhật nó ác lắm, nó đang cố tình bỏ thuốc độc cho dân Trung Quốc chúng ta chết. Đó. Nên là ông Trung Quốc, ổng đã cấm dần, ổng đã cấm và tuyệt đối là sơ thị không được quyền mua hải sản của Nhật Bản và làm tâm lý của người dân Trung Quốc hoang mang rằng là sợ ăn cá của Nhật, ăn tôm của Nhật, ăn bạch tuộc của Nhật thì mình sẽ tuột dốc luôn. Đó, thì đó là ông có quyền. Ông muốn cấm hay không cấm, ông muốn tuyên truyền như thế nào thì Nguyên không bao giờ phản bác hết. Thì mình có quyền, vì niềm tin mình không có. Mình sợ mà, mình có quyền, mình lo. Người ta nói tốt nhưng mình không biết thì mình sợ, mình lo dân mình, cái đó thì mình không nói. Nhưng ngược lại các quý vị, chuyện gì không? Ông đem tàu đánh cá của ông, tàu đánh cá của Trung Quốc, tàu đánh cá dân cư của Trung Quốc đi đến bờ biển của Nhật Bản mà đi đánh cá đem về bán cho Trung Quốc. Có khác biệt gì đâu. Một mặt thì là cấm không mua hàng hóa của Nhật, ô nhiễm môi trường, phóng xạ hạt nhân. Tụi bay đừng có mua made in Nhật Bản. Để tao gửi tàu đánh cá qua, tao hút cá của nó, made in China, ăn đi con. Bữa nay thì cái bản tin này nó đang chấn động. Một mặt thì kêu dân lên án Nhật Bản, tụi Nhật, bờ biển của Nhật Bản bây giờ nó ô nhiễm lắm, đừng ăn cá, ăn thịt, đừng ăn gì, đừng ăn cái đồ của nó ô nhiễm phóng xạ hạt nhân. Một mặt khác thì gửi tàu bè của mình đi đánh cá trên tại bờ biển của Nhật Bản, rồi đem cá đó lại bán cho người dân của mình. Thật là nghịch lý. Thật là nghịch lý các quý vị. Nên là tại sao Nguyên thấy cái bản tin này nó khá vui. Nó khá vui. Có khác biệt gì đâu. Nên tại sao cái Nguyên nói là đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Họ nói thì hay lắm, họ nói thì thao thao bất tuyệt, nhưng áp dụng với thực tế là nói một đường làm một nẻo. Nó thực tế là như vậy. Nên là những cái gì thì chúng ta hãy nhìn rõ một cái sự việc. Nói thì ai nói cũng được, nhưng quan trọng là cái hành động nó đi kèm với cái lời nói hay không.
hay là cái lời nói đi hướng đông mà hành động đi hướng tây, thì ông Trung Quốc là ông y hệt như vậy trong cái vấn đề này. Cũng giống như nói vấn đề của Trung Quốc thì chúng ta sẽ nói về vấn đề hợp tác bang giao giữa Trung Quốc và những quốc gia Á Châu láng giềng. Không ai xa lạ chính là Việt Nam và Trung Quốc. Hai quốc gia là một cái quốc gia khá là thân thiện, đặc biệt là trong cái giai đoạn mà hai cái chủ nghĩa cộng sản, đặc biệt là chủ nghĩa cộng sản trên thế giới nó càng ngày càng ít, nó đếm trên đầu ngón tay. Các vị cũng biết là chủ nghĩa cộng sản nó sụp đổ sau thời Liên Xô, thì chủ nghĩa cộng sản người ta bỏ chạy mất dép hết, nó thực tế luôn. Ngày xưa liên chủ nghĩa cộng sản nhiều lắm, những cái quốc gia chủ nghĩa cộng sản ngày xưa nhiều lắm, rồi người ta bỏ ta chạy mất dép, bây giờ đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ nguyên không biết còn bao nhiêu nước đếm trên đầu ngón tay thôi. Chủ nghĩa cộng sản bây giờ trên đầu ngón tay vì nó không phải là cái xu hướng và nó làm không phải là một cái sự thực tế, và người ta thừa nhận cái điều đó vì người ta hiểu là lý tưởng ok đó, nghe có lý đó, nhưng mà thực thi không được. Nên là người ta đã thay đổi và người ta đã chuyển sang qua cái xu hướng tự do dân chủ mà hiện bây giờ đang thịnh hành. Cho Nguyên nói là thịnh hành là gì? Nguyên dùng cái câu này để cho Nguyên sẵn là không có một cái chủ nghĩa chính trị nào nó mãi mãi bền vững và nó mãi mãi áp dụng hết. Nó chỉ là nhất thời, chứ nó không phải là vĩnh viễn được. Và nó có thể thay đổi sau thời gian những năm kế tiếp so với sự tiến bộ của nhân loại. Nên Nguyên mới nói là hiện bây giờ xu hướng là chúng ta đang đi về cái xu hướng tự do dân chủ. Và đảng Cộng sản thì bây giờ nó không còn là cái xu hướng, và người ta bắt đầu đã càng ngày thấy rõ được là đảng Cộng sản không còn tồn tại bao nhiêu nữa trên quốc gia trên thế giới. Thì những cái quốc gia Cộng sản họ gắn bó cùng nhau, thí dụ giống như Việt Nam và ông Cuba, đó, hai anh em ruột cùng cha khác ông nội. Các quý vị đừng kêu Nguyên giải thích cái câu mà cùng hai anh em ruột mà cùng cha khác ông nội, nó hại não Nguyên lắm. Các quý vị nghe được rồi chứ đừng kêu Nguyên giải thích, tại vì giải thích nó hại não lắm. Đó, nên là cái vấn đề giữa Việt Nam và Cuba chúng ta cũng biết. Còn giữa Việt Nam và Trung Quốc, chúng ta là hai cái đất nước láng giềng, chúng ta rất là thân. Trong về cái mặt ngoại giao thì lúc nào chúng ta cũng ca ngợi lẫn nhau hết. Đoàn kết, thống nhất, anh em, chúng ta nói tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Chúng ta nói những cái lý thuyết mà trong những cái hiến pháp chung, chúng ta gặp mặt nhau về vấn đề ngoại giao thì bên nào cũng ca ngợi nhau hết, sát cánh cùng nhau, găng dưới môi. Nhưng thực tế chúng ta đều ở cái mặt thực tế thì chúng ta đang tranh chấp chủ quyền mà chúng ta đang đối đầu với nhau một cách kịch liệt. Chúng ta thấy rõ Trung Quốc có nhượng bộ chủ quyền Biển Đông cho chúng ta không? Trung Quốc vẫn đang tiếp tục hà hiếp. Trung Quốc mới vừa đóng cửa khẩu. Nên tại sao Nguyên nói là đừng nghe những gì Trung Quốc nói, hay là đừng nghe những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc nói? Đó là vấn đề Đảng Cộng sản của Trung Quốc. Và chuyển sang chúng ta bước qua Đảng Cộng sản của Việt Nam. Ngày hôm nay thì Nguyên nghe ở trên nhiều đài người ta đã công chiếu cái lời phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính ở tại Liên Hiệp Quốc. Cho Nguyên trước khi cái bản tin này sự Nguyên hỏi là các quý vị nào có nghe cái bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính chưa? Có ai nghe cái bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính ở tại Liên Hiệp Quốc cho Nguyên số 1? Vì Nguyên biết cái số lượng người nghe thì Nguyên không cần phải thiết đi vào những chi tiết cụ thể, để vì khỏi phải mất quá nhiều thời gian cho chúng ta. Ồ, thế bà con, cô bác, anh chị em mà chúng ta không theo dõi Thủ tướng gì hết trơn vậy? Mấy bác ở bên Việt Nam tại sao không theo dõi? Mấy bác ở Mỹ, người ta Liên Hiệp Quốc, người ta ở New York mà, mấy bác kiểu này là không xong rồi. Cái này không được. Thủ tướng của mấy bác đi qua Mỹ, đó, đi qua Mỹ Tho, đi qua Mỹ thì các bác cũng phải theo dõi Thủ tướng mình phát biểu cái gì ở tại Liên Hiệp Quốc chứ. Còn mấy bác ở Mỹ thì cái ông này ông tới Mỹ thì mấy bác cũng phải biết chứ. Tất nhiên là cái bản tin này sẽ nói về cái lời phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nhưng mà Nguyên cũng khuyên các quý vị hãy nên nghe lời phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Nguyên nói là một chuyện, các quý vị phải nghe. Đầu tiên nhất thì cho Nguyên nói không biết ai viết cái bài này cho ổng, rất hay. Cái đó là cái lời ca ngợi. Nguyên không biết chính tay ổng viết hay là người khác viết cho ổng. Nhưng nói chung chung, nội dung khá hay, khá chuẩn và khá thông minh. Nội dung cái bài diễn văn của ổng, đầu tiên nhất là bắt đầu ổng biết nịnh bợ và ca ngợi. Đầu tiên nhất là ca ngợi cái bà tân chủ tịch, cái người mới vừa nhận được cái ghế chủ tịch Liên Hiệp Quốc, và cũng ca ngợi những người lãnh tụ cũ giống như là Antonio Guterres, những lãnh tụ cũ, ca ngợi và sự đóng góp của Liên Hiệp Quốc trên cả toàn cầu, vân vân.
Và cái bài phát biểu nó miêu tả lên cái tình hình thực tế của đất nước và cả toàn cầu, và đưa ra đất nước Việt Nam là một cái chứng nhân đã trải qua những cuộc chiến tranh đau thương và những lệnh trừng phạt của thế giới v.v. Và ngày hôm nay Việt Nam đã trở thành một cái quốc gia ở cái vị trí ở tại Liên Hiệp Quốc. Và cái cách bài diễn văn nó miêu tả lên thế giới ngày hôm nay đang ở trong một cái giai đoạn căng thẳng về đủ thứ việc, về chiến tranh, về lạm phát, về 1001 việc. Và Việt Nam đưa ra những giải pháp và giải cứu. Đó là cái nội dung chung chung của một bài diễn văn của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong cái bài diễn văn đó có những cái câu nói mà Nguyên thấy nó rất là chí lý. Nguyên là chí lý trên lý tưởng. Các quý vị phải phân biệt là chí lý trên lý tưởng với chí lý trên thực tế, nó hoàn toàn không giống nhau. Trong cái chí lý, trong cái bài diễn văn đó, những cái câu nói có thể Nguyên nói sẽ không chuẩn vì Nguyên không nhớ hết vì bài diễn văn nó khá dài. Thì trong bài diễn văn ông ta có nêu lên là ghét lợi thù hận, hướng về tương lai, biến kẻ thù thành đối tác. Những cái câu nói về triết lý nó rất là hay. Có nghĩa là cái sự việc Việt Nam đã ghét bỏ thù hận, cùng nhau đoàn kết, hướng về tương lai, biến kẻ thù thành bạn. Nhưng cái câu nói đó, đó là về lý thuyết, để nói cho cả thế giới nghe. Và cái bài diễn văn đó Nguyên phải nói là cái người viết rất là có trình độ, theo cái tầm nhìn của Nguyên. Nhưng nó không áp dụng cho cái thực tế, cho cái xã hội Việt Nam chúng ta ngày hôm nay. Trong cái bài diễn văn của Thủ tướng Phạm Minh Chính nói được rất là nhiều về vấn đề đạo đức, là chúng ta bỏ đi thù hận, chúng ta hướng về tương lai, chúng ta không đối đầu mà chúng ta phải đối tác, chúng ta vừa bắt tay và chúng ta vừa cạnh tranh. Nghe nói nó trời ơi, đạo đức lắm, tốt lắm. Nhưng cái điều mà Nguyên thấy nó, tại sao cái lời nói này có thể nói cho Liên Hiệp Quốc, trên toàn cầu, cho thế giới thấy, nhưng tại sao không áp dụng ở tại trong đất nước? Chúng ta có thể biến kẻ thù thành đối tác, biến kẻ thù thành bạn bè, nhưng người dân chúng ta nó đâu phải là kẻ thù chúng ta, là người thân chúng ta. Tại sao chúng ta biến người thân chúng ta thành kẻ thù? Cái điều đó là cái điều mà trong cái bài diễn văn của Thủ tướng Phạm Minh Chính không bao giờ nêu lên. Tại sao phải biến những người Việt Nam nước ngoài kêu là Việt Kiều trở thành kẻ thù? Hay là biến những người chánh trị đối lập trong đất nước trở thành kẻ thù? Cái điều đó là một cái điều chúng ta Nguyên thấy rõ được là cái sự khác biệt những cái gì Đảng Cộng sản họ nói. Nguyên nói là bây giờ muốn ghét bỏ, muốn chứng minh chúng ta là ghét bỏ quá khứ, chúng ta hướng về tương lai, chúng ta bắt tay lại với nhau, cả luôn, chúng ta đi một biện pháp hài hòa, ổn thỏa. Hiện bây giờ cái phong trào của Việt Nam đang đi cái xu hướng này. Nguyên thấy sự tuyên truyền này mấy ngày hôm nay rất là nhiều qua đài cái đài Việt Nam bên Mỹ là Busa, qua đài Busa. Họ tuyên truyền cái quan điểm là chúng ta ngồi lại đoàn kết, hợp nhất, thống nhất, bỏ quá khứ, nắm về tương lai, vân vân và vân vân. Những cái ý tưởng đó đều tốt hết các quý vị. Cái ý tưởng đó đều tốt hết. Nguyên nói là cái ý tưởng chứ không phải là thực tế. Nhưng sự thực tế thì nó phũ phàng lắm. Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ là nằm ở chỗ này. Cái thực tế nó phũ phàng lắm. Khi người dân có những cái quan điểm phản bác về cái đường lối chính sách của nhà nước, về vấn đề đất đai, về vấn đề khai thác, về vấn đề luật lệ, thì ngay lập tức người dân đã biến thành một người dân công nhân bình thường, đã biến thành kẻ phản động. Ngộ lắm, kẻ thù thì họ biến thành bạn, nhưng mình là bạn với họ, họ biến thành kẻ thù. Nó ngộ lắm các cái vậy. Nó ngộ lắm. Dân, là người thân, là biến thành kẻ thù, bởi vì chỉ có suy nghĩ đối lập. Và các quý vị biết, thấy ở Việt Nam biết bao nhiêu người bị bắt. Nên tại sao Nguyên mới nói một cái câu á, là chúng ta muốn nhìn thấy rõ được một cái sự thật của một lời nói thì chúng ta phải thấy hành động họ đi kèm. Bây giờ nếu mà đất nước Việt Nam muốn thay đổi, muốn có một cái xu hướng đoàn kết cả toàn dân tộc 100 triệu dân, muốn cho sự đất nước Việt Nam phát triển, đầu tiên nhất đất nước Việt Nam phải chấp nhận tiếng nói đối lập
ở người trong đất nước đã. Vì cái đảng đối lập lúc nào họ cũng nói xấu mình hết, đó là chuyện tất nhiên và dĩ nhiên. Nhưng trong đất nước, người dân là dân của đất nước Việt Nam, mang quốc tịch Việt Nam, đóng góp cho Việt Nam, nhưng không lắng nghe họ nói. Và cái quan điểm của họ nếu đi sai theo cái chủ nghĩa, xu hướng của đảng là ngay lập tức được mạo danh là phản động. Vậy đoàn kết chỗ nào? Vậy ghét người quá khứ chỗ nào? Gãy về hướng tay lương lai chỗ nào? Các anh nói một đường, các anh lại làm một nẻo nữa rồi. Các anh phát biểu trên Liên Hiệp Quốc thì nói trời ơi, thao thao bất tuyệt. Các anh nói nghe rồi hay lắm. Các anh đưa Việt Nam là một cái ví dụ. Đất nước Việt Nam đã thay đổi, đã phát triển, đã là một cái người nhân đạo, đã bỏ hết tất cả những sự khiêm khích. Và những cái khiêm khích biết làm sao hài hòa để dẫn đến cái sự hòa bình. Nhưng chính trong đất nước các anh đang hà hiếp mà các anh không biết cách giải quyết của người dân các anh. Nói chuyện kỳ khủng quá. Nên đó tại sao Nguyên nói là những cái gì, cái câu nói từ xưa đến nay, đừng nghe những gì Cộng sản nó nói, đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm, nó vẫn áp dụng cho ngày hôm nay. Nó vẫn áp dụng cho ngày hôm nay. Đó là những cái gì mà cái bản tin thực tế. Còn về lý tưởng thì cái đó không có gì chối cãi hết. Lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái lý tưởng về lý thuyết tuyệt vời. Ai chưa đọc thì Nguyên khuyên đi đọc cái sách của ông Marx. Lý thuyết của ông viết rất là tuyệt vời. Nó rất là thuyết phục cho cái giai đoạn thời vua chúa đô hộ trong cái thời điểm đó. Nhưng về thực tế thực thi thì nó không thể nào thực thi được. Không thể nào áp dụng với cái lý tưởng đó và thực thi với cái thực thế được hết. Nên nó đã thất bại. Nên đó là thất bại. Nên tại sao Nguyên nói á, chủ nghĩa Cộng sản là một cái chủ nghĩa hơi khó nghe các bác nha. Mấy bác là đam mê chủ nghĩa Cộng sản, mấy bác tin tưởng chủ nghĩa Cộng sản, đó là cái quyền của mấy bác. Nguyên đã từng tôn trọng, ai cũng có quyền. Nhưng đối với Nguyên là một cái chủ nghĩa có phần hơi lường gạt. Hơi lường gạt nhân dân. Và bây giờ cho Nguyên chứng thực lường gạt nhân dân như thế nào. Trong tất cả những tổ chức của Việt Nam, từ chính phủ đến những tổ chức địa phương, đều kêu là tổ chức để phục vụ cho nhân dân hết. Đúng không? Công an của nhân dân, chính phủ của nhân dân, nhà nước của nhân dân là phục vụ của nhân dân hết. Nói là nói nghe nó hay lắm. Tàn là phục vụ cho nhân dân. Dân làm chủ, dân là nền tảng. Nhưng thực tế là gì? Chính phủ là ông nội. Chính phủ là ông nội. Tao nói đâu là mày phải nghe đó. Nó ngộ là như vậy. Nó thực tế mình nhìn thấy. Nó thực tế là cái sự lường gạt. Nó ngay chăng chúng ta luôn. Cái câu nào cũng là của nhân dân hết. Nhưng mà dân chẳng có cái móc xì quyền lực gì hết. Đất là đất của nhân dân, quyền là quyền của chính phủ. Nếu tại sao Nguyên nói là cái chủ nghĩa là cái chủ nghĩa lường gạt? Vì dân chúng tôi không có quyền lực gì hết. Hoàn toàn chúng tôi bất lực và không có quyền lực và không có tiếng nói. Nên tại sao Nguyên nói cái điều của Nguyên nói có thể các bác Đảng Cộng sản sẽ không nghe, không hài lòng. Nhưng mà cái đó là sự thật. Nó là sự thật. Nó không thể nào chối cãi được. Và cái điều này nó là cái điều nó đã diễn biến ra đã mấy chục năm vừa qua. Nó không có cái gì thay đổi. Nguyên không phản bác các bác đi theo Đảng Cộng sản. Nguyên nói là ai cũng có quyền lựa chọn. Mình đi theo Red Bull, mình đi theo Đảng Cộng hòa, mình đi theo Đảng Xanh, mình đi theo Đảng này, Đảng kia, đó là quyền quyết định của mình. Nhưng nếu các bác nhìn lại coi, tới ngày hôm nay mà Nguyên nói khẳng định một câu, chưa có một cái trang Red Bull nào ở tại Việt Nam đứng về bảo vệ quyền lợi của nhân dân hết. Tới giây phút này mà Nguyên mò đỏ con mắt trên mạng xã hội, Nguyên chưa thấy một cái trang mạng Red Bull nào đứng lên đòi hỏi quyền lợi của nhân dân hết. Nguyên chỉ có thấy trang mạng của Red Bull là nói theo xu hướng của đảng mà thôi. Chứ chưa có một cái trang mạng nào nói về một cái gì mà quyền lợi cho nhân dân hết. Chưa bao giờ thấy.
Vậy Nguyên hỏi là Red Bull để làm gì? Cái câu hỏi này là Nguyên mới hỏi mấy bác Red Bull để làm gì? Bây giờ các bác chỉ Nguyên một cái trang mạng nào Red Bull có thể đưa ra những bản tin và những ý kiến để đóng góp quyền lợi cho nhân dân, chỉ cho Nguyên coi. Không có. Red Bull kiếm cơm hả? Không có. Họ không bao giờ đứng lên đòi cái quyền lợi cho nhân dân. Họ chỉ có tuyên truyền theo đảng. Có nghĩa là bác Trọng nói gì, thủ tướng cái gì thì họ lặp đi, họ ca ngợi. Nói đúng quá, nói hay quá, nói tuyệt vời quá. Bác Trọng là đỉnh, mấy tụi kia là phản động. Hết. Rồi họ nêu ông này phản động, bà kia phản động, ông kia phản động, thằng này như thế này. Nó nhục mạ ông này, nó nhục mạ bác Hồ, nó nhục mạ kia. Từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, năm này qua tháng nọ, có bao nhiêu đó họ cứ lặp đi lặp lại. Họ làm được cái gì? Có làm cái gì đâu. Họ có làm cái gì? Họ có đòi hỏi cái quyền lợi cho nhân dân, đòi hỏi cái quyền lợi nhân dân là gì? Nguyên đã từng nêu lên vấn đề xã hội, trợ cấp học vấn, giúp đỡ người già, vấn đề y tế, an ninh xã hội, vấn đề môi trường. Không bao giờ có. Họ chỉ bảo vệ bác Trọng, bác Phúc, bác này, bác kia, bác Thưởng, những cái người quá khứ hay người hiện tại. Họ chỉ có bù vào đó, vì họ đâu phải bảo vệ cho đất nước. Họ bảo vệ cái đảng Cộng sản của họ. Họ sợ cái đảng Cộng sản của họ bị tấn công. Họ sợ mất đi cái quyền lợi của họ. Họ không đứng về phía nhân dân. Quyên nói là đảng lừa ghét mà. Cái miệng cái gì cũng nhân dân, nhưng mà khi đụng chuyện thì tất cả hành động của họ nó chỉ có chứng minh cho thấy họ bảo vệ họ thôi. Nên tại sao Nguyên nói á, mấy bác ở đây trong cái diễn đàn đó, tới ngày hôm nay Nguyên rất là vui khi cái cách của Nguyên làm việc thông tin đó, tới ngày hôm nay là Nguyên làm một thời gian khá dài. Và cái quan điểm chính trị của Nguyên á, Nguyên không có đi với cái đôi vai nó có quá khứ áp lực. Gia đình của Nguyên, cha mẹ của Nguyên có dấn thân vào trong chính trị, nhưng cái đường lối chính trị nó không hợp. Nguyên với mẹ gia đình không có hợp về cái đường lối suy nghĩ, nó không giống nhau. Vì cái quan điểm chính trị của Nguyên nó không nằm ở trên có một cái quá khứ gì cả. Nguyên đối một cái sự cởi mở của một người trẻ. Và cái nhận định đất nước Việt Nam chúng gần đây đó, Nguyên mới nhận định được và Nguyên hiểu được là đất nước Việt Nam chúng ta nó còn quá lạc hậu. Về vấn đề cởi mở và nhận thức. Một ngày nào đó Việt Nam chúng ta muốn phát triển, đầu tiên nhất anh phải chấp nhận sự khác biệt. Nếu anh không chấp nhận sự khác biệt thì không thể nào anh tiến bộ được. Anh không thể nào tiến bộ được. Nếu anh không chấp nhận sự khác biệt, anh không thể nào tiến bộ được hết. Và ngày hôm nay thì Đảng Cộng sản Việt Nam ở tại trong đất nước, họ không chấp nhận cái điều đó. Họ là người định hướng, định hình. Mọi sự việc phải nằm trong cái khuôn khổ mà họ quản lý. Nếu anh đi sai cái khuôn khổ đó, anh sẽ là kẻ tội phạm. Thì không thể nào tiến bộ được các quý vị. Một đất nước như vậy nó không thể ngóc đầu lên được. Cũng giống như cha mẹ với con cái. Cái này là một cái ví dụ nó rất là đơn giản mà các quý vị sẽ gặp ở trong đời sống của mình hàng ngày. Đó là giữa cha mẹ và con cái cãi nhau. Nguyên nghĩ là mấy bác gái hay bác trai cũng sẽ gặp. Khi con của mình nó lớn rồi, nó 20, 22 tuổi. Nhiều khi đứa 16, 17 tuổi. Nó cãi với mình. Với cái quan điểm này, quan điểm kia, nó cãi dữ lắm. Mấy bác đừng có buồn. Hãy cho nó cãi. Nhiều khi bác nói, tao cho mày ăn thịt, tao phải cho mày ăn cãi đâu, mày cãi dữ quá vậy. Hãy cho nó cãi. Vì nó tập cho nó cái thói quen là nó đem cái quan điểm của nó khác biệt với chúng ta. Và chúng ta phải chấp nhận, vì nó có sống với cái thế giới của nó. Nó có những cái cuộc đời nó không giống như cuộc đời của chúng ta. Thì nó sẽ có cái nhận định khác nhau. Vì cái mỗi nhận định con người nó ảnh hưởng qua cái sự trưởng thành. Và nó trưởng thành với một cái môi trường khác thì tất nhiên nó sẽ có một cái quan điểm khác. Nên không cần thiết phải buồn điều đó, nhưng mà phải tự hào điều đó. Vì nó có quen với cái sự đối lập và nó có biết đi tranh đấu. Nếu các bác cứ ra nó hoài, tụi mày không cãi mày phải nghe tao, nó trở thành cái thói quen. Mai mốt chính phủ nói gì, dạ. Nó sẽ trở thành cái thói quen. Và cái sự việc khác biệt đó nó không có cái gì xấu hết. Nên tại sao Nguyên là tôn trọng những sự khác biệt.
Nguyên tôn trọng cái quan điểm khác biệt, nhưng Nguyên phải nhớ là cái khác biệt chúng ta, nó mục đích chúng ta chính là gì? Phải biết cái mục đích chúng ta chính là gì. Nếu chúng ta không có mục đích chính thì cái sự khác biệt chúng ta nó chẳng giúp đỡ gì cho ai cả. Mục đích chúng ta là hướng về nhân dân hay là hướng về tổ quốc thì chúng ta có những cái điều tranh cãi. Còn nếu mục đích chúng ta là bởi vì chỉ có đảng phái chúng ta thì có cái gì để mà nói. Mà xin lỗi, Đảng Cộng sản Việt Nam hiện ngày hôm nay không đứng về phía nhân dân mà họ đứng về phía đảng phái. Nên là đừng nghe những gì Cộng sản nói. Và cái câu đó Trung Nguyên nói khẳng định ngày hôm nay, cái câu nói từ năm 1975 thì các bạn nói, thì cái câu nói đến ngày hôm nay năm 2023 nó vẫn còn áp dụng. Và nếu Cộng sản Việt Nam muốn dập tắt cái câu này thì Đảng Cộng sản Việt Nam có một chuyện làm vô cùng đơn giản, là chứng thực những lời nói này sai bằng cách giúp đỡ và thương dân nhiều hơn. Đơn giản thôi. Những cái lời nói của Nguyên nói về mấy anh bác Red Bull là sai, không biết bảo vệ nhân dân, thì mấy bác đi làm bảo vệ nhân dân đi, mấy bác làm nhiều đi, thì tất nhiên lời nói Nguyên sẽ là sai. Chánh phủ đứng về phía nhân dân đi thì những đảng đối lập họ sẽ là sai. Nên muốn dập tắt cái lời nói này bằng cách duy nhất, đơn giản nhất, đó là bảo vệ nhân dân, lo dân tốt đẹp hơn. Nhưng cái đó hơi khó. Cái đó hơi khó. Nguyên chờ mãi chờ hoài, từ đó tới giờ làm được 3 năm chính trị thông tin của Việt Nam, 2 năm mấy, 3 năm nay rồi, mà chờ hoài chờ hoài mà không thấy có cái ông bà nào mà đưa ra một cái đường lối chính trị gì mà nó đem lại cái quyền lợi cho nhân dân hết. Nguyên không thấy điều đó. Nguyên không có thấy là cái bước đi chính trị của Quốc hội Việt Nam đem lại bất cứ một cái gì quyền lợi cho nhân dân hết. Chưa thấy ông bà nào đứng ra đấu tranh và kêu gọi sự đóng góp của chính phủ để bảo đảm cho nhân dân bất cứ một quyền lợi gì trong 2 năm rưỡi vừa qua mà Nguyên theo dõi chính trị của Việt Nam. Nguyên không phải là chuyên gia chính trị Việt Nam mà Nguyên cũng không gần, vì cái thời gian Nguyên theo dõi chính trị Việt Nam chỉ khoảng 2 năm mấy nay thôi. Nên có nhiều thứ trong quá khứ Nguyên không có thuộc lòng, chắc quý vị cũng thông cảm. Thí dụ nhiều tên ông này bà kia Nguyên không có nhớ. Nguyên chỉ có nhớ những cái người mà Nguyên biết gần đây trong cái giai đoạn này, giống như là bác Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, bác Phúc, những cái người mà đang giữ chức vụ. Còn những người quá khứ thì hoàn toàn Nguyên không có theo dõi, Nguyên không có theo sát về bản tin. Nên là có nhiều sự thiếu sót của Nguyên và rất là nhiều trong lĩnh vực này. Nhưng chúng ta nói chung chung, tình hình chính trị của Việt Nam ngày hôm nay, chúng ta đi trong một cái quỹ đạo mà Việt Nam chúng ta đang có một cái cơ hội phát triển rất là lớn, phát triển rất là tuyệt vời. Có thể nói, Nguyên nói là trong những năm kế tiếp Việt Nam phát triển rất là lẹ. Sự phát triển này nó sẽ hỗ trợ cho Việt Nam chúng ta vươn xa trên tầm cỡ của thế giới. Đó là về mặt kinh tế. Nhưng về mặt tự do thì cho Nguyên xin lỗi, Nguyên không thấy. Nguyên thấy nó càng ngày nó càng tồi tệ. Về cái mặt tự do, quan điểm chính trị, quan điểm trái chiều thì Nguyên thấy nó càng ngày nó càng tệ. Nó tệ. Nó không có thấy một cái dấu hiệu nào nó có một sự tiến bộ nào cả. Đó là bản tin liên quan đến cái lời bình luận của Nguyên về vấn đề đừng nghe những gì Cộng sản nói. Và bây giờ Nguyên đưa một bản tin cuối cùng của Việt Nam và Nguyên ta ngừng chương trình ở đây. Ngày hôm qua Nguyên vô tình lên mạng xã hội, Nguyên thấy một cái đoạn video ngắn có hai bác cũng lớn tuổi rồi, 60 tuổi gì đó, in một cái hình sau lưng của mình, có cái hình một người phụ nữ. Rồi hai bác nói cái gì đó không có rõ lắm. Đầu thấy mấy anh công an bắt hai bác tống lên xe. Rồi bác trai bác mới không muốn lên xe, bác không bị bắt. Thì có ông Ráp nữa, ông chạy xe Ráp nữa, hộ tống thảy lên xe luôn. Rồi sau cái đoạn video clip đó ngắn đó thì có một người con trai mới nói một câu chuyện và lên án cái hành động của công an bắt cha mẹ của mình. Mà lúc đó Nguyên cũng long minh, Nguyên không biết là thật hay giả, Nguyên cũng không biết. Thì sáng ngày hôm nay á, thì làm việc thông tin á, thì Nguyên mới hỏi để cho biết là cái bản tin này nó thật hay giả. Thì theo những gì mà Nguyên hiểu biết được, cái câu chuyện là do liên quan đến là một cặp vợ chồng, người chồng, mà không biết là Nguyên nó có đúng hay không nha. Thôi, bởi vì cái bản tin này là Nguyên mới vừa nhận và Nguyên cũng không có đi điều tra sâu vào. Là người chồng là công an,
có chức có quyền, thì vợ chồng đã xảy ra những sự mâu thuẫn và xích mích, và cái ông chồng này ông khá là bạo lực. Rồi không biết tại sao đó thì cái cô này cổ tử vong. Và theo vết thương mà gia đình cho rằng là chồng của cổ, công an đã đánh chết cổ. Nhưng mà phía bên báo cáo của phía bên công an cho là tự sát. Nên gia đình đã có những cái sự cho rằng là cái sự oan tức. Thì cha mẹ thương con mà, cái vấn đề đó người ta đâu có chấp nhận được. Thì không có gì hết, họ chỉ cái in cáo thun của họ và họ kêu oan thôi. Họ mặc lên cáo thun hình con của mình và họ kêu oan, là mong rằng là vấn đề pháp lý hãy xem xét cái vụ án này. Đây là cái vụ mưu sát chứ không phải là con của họ tự tử. Thì cái vấn đề này thì phía không biết lý do tại sao chỉ có hai người thôi, hai người lớn tuổi thôi, thì bộ công an cũng đi bắt người ta nữa. Và cái hành động bắt bớ là bắt người ta thảy vô, một cái hành động khá là bạo lực cho với những cái người khá là lớn tuổi. Thì cái điều này, cái xã hội Việt Nam nó bất công ở cái chỗ đó. Chắc như vậy. Cái câu chuyện này mình không biết đây là một cái vấn đề mà kêu là xã hội tự tử hay là bị đánh đập đến chết, là một cái vụ án tàn nhẫn gì đó mình không có thể khẳng định được. Nhưng mà không ai có quyền bắt bá người khác, bắt người khác như vậy được hết á. Người ta mặc cái áo, người ta kêu oan, làm gì bắt người ta. Các anh đang bịt miệng người khác nói, cái quyền lực nào các anh bắt người khác như vậy? Bởi vì cái người mà người ta khởi tố là công an. Các anh binh đồng bọn lẫn nhau, các anh sống bè sống đảng, lực pháp nào cho anh bắt như vậy? Khi lúc đó chỉ có hai vợ chồng già thôi, con người ta chết, tất nhiên là người ta phải phẫn nộ rồi. Con người ta chết, người ta phải phẫn nộ, là người ta cảm giác là đây là cái quán an tình, người ta kêu cầu cứu. Mà các anh đi bắt người ta giống như là bắt một động vật vậy đó. Hành động của các anh không khác biệt gì côn đồ. Và các anh lù bẻ úp lẫn nhau. Pháp lý có sai hay trái, cái sự việc đó chúng ta không rõ. Nhưng cái hành động của các anh là thấy không xong rồi. Nên tại sao Nguyên nói á, ở tại Việt Nam chúng ta nó có hàng ngàn, hàng loạt những sự bất công. Mà nếu chúng ta không có, bên Việt Nam nói không được thì bắt buộc người nước ngoài phải nói. Những cái sự giải cứu như vậy, họ làm những cái hành đó là họ cần cái tiếng vang, họ cần có tiếng cho người ta nhắc đến, họ cần muốn cho thế giới biết để họ có thể cứu cái quan tình đó. Vì họ không còn đường nào đi. Vì đất nước Việt Nam chúng ta Nguyên nói một câu là họ chỉ có bảo vệ đảng chứ không bảo vệ nhân dân. Nên là khi đảng viên mà sai phạm thì họ giúp đỡ lẫn nhau, che lấp lẫn nhau. Mà dân thì lúc nào cũng bị hà hiếp. Thì Nguyên nói rồi, cái sự việc ngày hôm nay, những cái bản tin này nó có thể là nghe thì mấy đảng Cộng sản nó chết rồi, thằng này nó phản động, nó chống dữ quá. Nhưng mấy bác lắng nghe Nguyên nói có đúng hay không? Mấy bác lắng nghe Nguyên nói có đúng hay không? Ai cho phép các anh bắt người ta như vậy, khi người đó đâu phải người ta kéo 50 người người ta quấy gối, người ta có hai người thôi, có hai người già ta quấy gối cái gì? Rồi không biết cái ông Gáp đó, cái ông tàu lao bí đao gì đó, nhiều chuyện vậy đó, cũng thấy hai anh công an đưa bắt luôn, đưa không nổi thêm ông Gáp nó cầm vô thảy vô xe nữa. Thì cái điều mà Nguyên nói á, cho cô chú anh chị em thấy rõ được là cái xã hội Việt Nam chúng ta ngày hôm nay, cái chủ nghĩa cộng sản chưa đứng về phía nhân dân. Nên là tại sao ngày nào họ chưa đứng về phía nhân dân sẽ có những người giống như Nguyên và nhiều anh chị em khác phản bác. Ngày nào họ đứng về phía nhân dân thì những người như Nguyên sẽ không còn tồn tại ở trên mạng xã hội nữa, vì chẳng ai thèm nghe. Và người ta nói thằng này là thằng nói láo, thằng này là thằng nói xạo, vì chính phủ tốt với nhân dân quá vậy. Mà ngày nào mà chính phủ vẫn đối xử với nhân dân coi giống như là một sự kiếm ra đẻ ra trứng, đẻ ra vàng, thì ngày đó những người giống như Nguyên nó vẫn sẽ còn tồn tại mãi mãi, nó không bao giờ dập tắt được. Cái ngọn lửa đấu tranh đó nó vẫn sẽ tồn tại qua thời đại này qua thời đại khác. Nên muốn dập tắt phản động bằng cách duy nhất, lo dân tốt đi với bác, thương dân nhiều vào, giúp đỡ dân nhiều vào, thì tất
cả những người dân, 90 triệu dân, họ sẽ không bao giờ lắng nghe phản động nói. Vì họ đã nhận định được các hành động của mấy bác lo dân như thế nào. Đây là bài bình luận chia sẻ của ngày hôm nay với cái câu nói: đừng nghe những gì Cộng sản nói. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị em các bạn lắng nghe thời sự nóng bỏng của Nguyên trong ngày. Và cảm ơn các vị cũng bỏ thời gian và lắng nghe bài bình luận của Nguyên về đừng nghe những gì Cộng sản nói. Các bác biết là cái bản tin mà nói về Cộng sản như thế này thì mấy bác cũng nguy hiểm lắm. Trời này nó phản động ghê quá, nghe nó nguy hiểm lắm. Nhưng mà hãy nghe kỹ những gì Nguyên nói, những cái lời Nguyên nói có sai hay không. Cái quan điểm của một cái thế hệ trẻ nó không mang bất cứ một cái sự thù hận nào cả. Nó chỉ đem theo một cái trái tim để xây dựng lại đất nước. Vậy hãy nghe kỹ những gì Nguyên nói. Cái cách của Nguyên đưa ra cái biện pháp có đúng thật là muốn giải quyết giống như Nguyên nè, bằng một cách duy nhất, đơn giản nhất. Hãy làm tốt bổn phận của mình, lo dân nhiều hơn, giúp dân nhiều hơn. Thì tất cả những cái gì mà Nguyên nói nó sẽ trở thành lời nói láo và chẳng ai thèm nghe hết. Bye bye cô chú anh chị em, Nguyên sẽ hẹn lại chương trình của ngày mai.
và không những tình người em mỏi mong. Nước mắt tuôn dòng, sông chết cam lòng, buồn này buồn nào hơn non sông. Sông đã cao dày, bão đã dâng đầy, người còn gặp người đi săn người. Lòng em như trôi chăn dưới cơn thiên mê bão tan, lệ em tuôn chứa chan giữa những tiếng người kêu van. Mình quân đời thấu chan nỗi đau riêng em một mình, hồn em nay hiền linh sẽ biết theo người thân chính. Nghe chăng trong gió ơi lời thiên tha tình quân ơi, hay chăng thêm sóng lấp lọn tóc em xòa rối bời.